Tiếp theo nữa là ở Việt Nam chúng ta là cái môi trường khởi nghiệp của chúng ta là tức là những cái khóa đào tạo khởi nghiệp đó thì cứ nói rồi cứ ở trên giảng đường thôi, kêu mọi người hãy ra khởi nghiệp đi, rồi chúng ta cứ hình dung trên giảng đường thôi, mà chúng ta không có kết nối với cái doanh nghiệp thực tế. Những cái doanh nghiệp này ở ngoài kia này họ đang sản xuất này, họ đang làm vận hành thực tế ngoài kia này, thì hầu như là chúng ta không có kết nối được. Và nếu mà thỉnh thoảng cũng có một số nơi kết nối thì chúng ta cứ kết nối với cái doanh nghiệp nó to nó bự, rồi nào là xuống thăm một cái nhà xưởng rộng vài ngàn mét vuông, đó là một cái doanh nghiệp người ta gọi là mega company, tức là cái doanh nghiệp nó quá bự, chứ đừng nói là doanh nghiệp bự nữa. Cái thực tế giữa cái việc mà mình tiếp cận những cái kiến thức trên nhà trường nói về khởi nghiệp và cái việc mà chúng ta kết nối được với các cái doanh nghiệp đó, họ đang kinh doanh thực tế, nó rất là ý nghĩa, nó giúp cho các bạn học trong cái môi trường thực tế rất là nhiều. Và chúng ta phải kết nối nó thực tế một chút xíu. Chúng ta vào một cái doanh nghiệp và cái nhà xưởng rộng như vậy thì thực sự là thấy thì sướng, thì đã mát thôi, nhưng mà chúng ta không thể bắt đầu từ khởi nghiệp được các bạn. Chúng ta cần phải gì xuống những cái doanh nghiệp rất là thực tế, họ mới khởi nghiệp 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm, nó như vậy thôi. Thì chúng ta sẽ thấy các bạn phải đi tìm những doanh nghiệp nào họ mới khởi nghiệp 3 tháng thì họ làm được cái gì, rồi những cái doanh nghiệp họ khởi nghiệp 6 tháng, sau 1 năm thì làm gì, rồi doanh nghiệp họ mới có một nhân viên thôi. Nó mới thực tế với cái của ta. Một ngày đầu tiên bạn ra khởi nghiệp bạn có một mình bạn à, rồi sau đó là 2 người, 3 người, 4 người gì đó, bạn phải vào những cái doanh nghiệp đó, bạn thấy cái thực tế những con người đó họ đang vận hành nó như thế nào. Và các bạn cũng hãy đi nghe những cái chia sẻ của những người họ mới khởi nghiệp. Chúng ta mình gặp rất là nhiều bạn cứ nghe những cái ông tổng giám đốc cái công ty là cả ngàn người đi chia sẻ, thì mới bắt đầu đi ngồi nghe ông, nhưng mà nghe thì sướng lắm, nhưng mà chúng ta về chúng ta không làm được, bởi vì nó định vị ở một cái tầng khác rồi. Một cái thực tế nữa là giữa cái khoảng cách, khi chúng ta ngồi học trên ghế nhà trường, chúng ta học rất là nhiều kiến thức khởi nghiệp, tuy nhiên chúng ta lại như thế nào ạ? Chúng ta lại không kết nối trực tiếp vừa được với các doanh nghiệp đang kinh doanh thực tế ở ngoài kia. Và đôi khi chúng ta cũng lâu lâu chúng ta cũng tổ chức những cái đoàn chúng ta đi kết nối, nhưng mà chúng ta đi vào những cái doanh nghiệp mà nó có hàng ngàn công nhân, cái xưởng họ rộng hàng ngàn hectare, thấy thì nó sướng nó đã mất lắm, nhưng mà làm sao mày về làm được? Chúng ta cũng không có học được gì bài học từ đó đâu. Những cái bài học đó nó không phù hợp với một người chưa khởi nghiệp, chưa bao giờ hình thành một cái công ty nó như thế nào. Vậy thì chúng ta hãy đi đến những doanh nghiệp nào ạ? Những doanh nghiệp họ mới khởi nghiệp 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 1 năm, 2 năm. Những doanh nghiệp á mà họ mới ngày đầu họ cũng có một mình họ à, rồi họ đi từng bước nó như thế nào? Hoặc những doanh nghiệp mà mới có 2 nhân viên à, 3 nhân viên, 5 nhân viên à, cái doanh số của họ mới có vài chục triệu một tháng à, rồi tới 100 triệu một tháng, 200 triệu một tháng. Bạn hãy đi vào thực tế những cái doanh nghiệp đó, bạn sẽ học được rất là nhiều thứ nó gần với cái doanh nghiệp của các bạn. Có nhiều bạn mình chứng kiến các bạn rất là thích đi nghe những cái ông tổng giám đốc, ví dụ như ông bầu Đức, ông Vũ Trung Nguyên rồi đó, ông chia sẻ nghe thì sướng lắm các bạn ơi, nhưng mà làm sao các bạn khởi nghiệp được? Tại vì cái doanh nghiệp ông nó quá bự, nó lớn rồi, ông đang nói ở cái tầm vĩ mô rất là cao. Nên là chúng ta cần phải một thực tế một chút xíu, và phải đi thực tế với những doanh nghiệp. Và có những người bạn vậy, những người bạn mới ra khởi nghiệp như vậy đó, nó giúp cho chúng ta học rất là nhiều. Đừng cứ ngồi mãi trên Facebook, mãi trên Google rồi đọc những kiến thức khởi nghiệp rất là nhiều, nhưng mà nó không có thực tế. Nên là bạn càng đi thực tế nhiều ở những cái doanh nghiệp mà họ khởi nghiệp như vậy, mình cam kết với bạn rằng bạn sẽ rất là nhanh chóng, rất là dễ dàng, để các bạn biết rằng là các bạn phải đi từng bước nó như thế nào. Các bạn phải tham khảo những cái doanh nghiệp mà họ đi từ 0 đồng đổ lên và sau 1-2 năm họ như thế nào. Các bạn sẽ thấy rằng là những cái bài học này nó vô cùng đắt giá nhiều hơn những cái kiến thức mà bạn đang ngồi bạn đọc trong tài liệu hoặc bạn ngồi học trong những lớp khởi nghiệp rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.